Xin chào quý khách hàng đến với kênh Thu Tút Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến quý khách hàng một căn mini phố được thiết kế rất là đẹp, nằm trên trục đường Nguyễn Văn Quá, phường Tân Thới Hiệp, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền phía bên ngoài của căn nhà mình. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 5m và độ dài là 12m. Được xây dựng hết đất và được đúc kiên cố là một trệt một lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ ông giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng Tây, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và căn nhà mình thì nằm ở trong khu nhà lầu đồng bộ, khu phân lô khoảng 100 căn. Và mình có con đường ở trước nhà rộng lên đến khoảng 14-15m. Và hai bên thì mình có lề đường, mỗi bên 4m. Và khu nhà lầu đồng bộ đã được xây dựng xong khoảng 80% rồi. Thì chỉ còn sót lại một vài lô đất thì cũng đã được anh chị chủ nhà xây dựng. Cũng như đây là con đường ở phía trước căn nhà mình, một con đường xe hơi xe tải có thể di chuyển vào căn nhà của mình cũng như tránh nhau, rất là thuận tiện và rất là thoải mái. Đây là khu vực phía bên ngoài căn nhà mình, và chỉ với giá hơn 5 tỷ là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà nằm trên trục đường Nguyễn Văn Quá, phường Tân Thới Hiệp, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Và mình có một cái con đường ở trước nhà rất là rộng và một căn nhà được anh chị chủ nhà thiết kế rất là đẹp, ngang 5m và chiều sâu căn nhà lên đến 12m, được anh chị xây dựng là hết đất và được đua ban công ra bên ngoài 1m2, rất là đẹp. Cũng như căn nhà mình thì được thiết kế có lửng để gia đình mình có xe hơi mình bỏ vào bên trong căn nhà. Cũng như bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong. Thì phía bên ngoài mình sẽ có một khoảng vỉa hè khoảng 4m để mình để xe gắn máy. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong căn nhà. Thì phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt rất là kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà. Tiếp đến mình sẽ có thêm một bộ cửa 4 cánh phía bên trong được làm bằng nhôm sinh pha kính cường lực 10 ly. Và khu vực ở dưới tầng trệt này thì được anh chị nhà thiết kế để gia đình mình có xe hơi mình để vào bên trong căn nhà. Thì mình có thể để tất cả các loại xe hơi vào bên trong căn nhà mình, rất là rộng rãi. Và ngoài ra mình còn để được rất là nhiều xe gắn máy. Và phòng khách thì mình sẽ được rời lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Còn nếu nhà mình tạm thời chưa có xe hơi thì mình có thể sử dụng khu vực ở dưới tầng trệt này. Thì mình làm phòng khách và bên trên thì mình sẽ có một phòng khách dự phòng ở phía bên trên. Thì sau này mình có nhu cầu có xe hơi thì mình bỏ vào bên trong này. Khu vực ở dưới tầng trệt này thì phòng khách căn nhà mình, sàn nhà được lát gạch đá bóng kính 80. Hai bên thì mình đã ốp gạch đá cao lên khoảng 1m rưỡi. Và bên trên thì mình có đi những cái rèm chỉ trang trí rất là đẹp. Và hai bên thì mình có những cái mảng tường được dán tranh trang trí và những cái bức tranh treo trang trí rất là đẹp. Và phía bên trên mình có hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao. Và chỉ với giá từ 5 tỷ 400 đến 5 tỷ 600 triệu đồng. Còn thương lượng là quý nhà có thể sở hữu cho mình một trong ba căn nhà nằm trên trục đường Nguyễn Văn Quá, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Sát bên là quận Gò Vấp, và cũng như từ vị trí căn nhà mình thì di chuyển sang Gò Vấp thì khoảng 500m thôi, rất là thuận tiện. Căn nhà mình thì nằm ngay ngã tư Quang Trung và Nguyễn Văn Quá, ngay chợ cầu, và rất là thuận tiện để mình di chuyển về trung tâm cũng như qua các quận lân cận như quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Thạnh, Gò Vấp cũng như Hóc Môn và quận 12. Di chuyển vào bên trong một chút là mình sẽ đến với lại khu vực cầu thang căn nhà. Thì tay vịn cầu thang căn nhà mình được làm bằng gỗ cam xe và mặt đá hoa cương, đá kim sa. Phía bên trong không gian phòng bếp thì mình sẽ có một bộ bàn ăn 6 ghế được anh chị chủ nhà sắm sẵn để tặng kèm lại cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Cũng như bên trong không gian phòng bếp thì tủ bếp, kệ bếp căn nhà mình được làm bằng gỗ an cường và mặt đá hoa cương. Khu vực phía sau thì mình sẽ có một cái cửa sổ để mở ra cái khu phía sau căn nhà, cũng như một cái nhà vệ sinh để lấy gió
để phục vụ cho khu vực không gian phòng khách, phòng bếp của căn nhà. Cũng như căn nhà này thì đang có bề ngang là 5m và chiều sâu căn nhà lên đến 12m, được anh chị chủ nhà xây dựng hết đất, cho nên là không gian phòng bếp cũng như phòng khách, gara căn nhà được thiết kế rất là rộng rãi. Và chỉ với giá 5 tỷ 600 triệu đồng, còn thương lượng mạnh là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một trong ba căn nhà mới được xây dựng xong cuối năm 2021 và nằm trên trục đường Nguyễn Văn Quá, cũng như ngay ngã tư Quang Trung và Nguyễn Văn Quá, sát bên là quận Gò Vấp. Và từ vị trí căn nhà này di chuyển sang trục đường Arang quận Gò Vấp thì khoảng 500 mét thôi, rất là thuận tiện. Và chỉ với giá bằng một nửa Gò Vấp thì đây được xem như là căn nhà đang có một cái giá rất là mềm. Thì quý nhà đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón quý hàng đi xem. Một căn nhà chỉ với giá hơn 5 tỷ một chút xíu là quý nhà có thể sở hữu cho mình một căn nhà đẹp, có một con đường trước nhà rộng lên đến 14-15 mét và được anh chị chủ nhà thiết kế để có phòng khách ở tầng lửng để gia đình mình có xe hơi mình có thể để vào bên trong căn nhà, rất là rộng rãi và rất là thoáng mát. Thì căn nhà này đang có hướng là hướng hướng tây, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh tây tứ trạch. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển lên khu vực không gian phòng ngủ số 2 và số 1 và phòng ngủ số 2 của căn nhà. Thì phía bên ngoài hành lang mình sẽ có một cái bức tranh, và bên trong căn nhà mình thì toàn bộ cửa bên trong căn nhà được làm bằng gỗ cam xe. Sàn nhà mình thì được lót gạch đá giá gỗ rất là đẹp. Bên trong không gian phòng ngủ thì mình có đầy đủ cũng như tủ quần áo, kệ để tivi và rèm cửa ban công mở ra phía bên ngoài lấy gió và ánh sáng. Và chỉ với giá 5 tỷ 600 triệu đồng, còn thương lượng mạnh là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp. Thì quý nhà đang có trong tay tầm tiền khoảng 5 tỷ hơn 5 tỷ thì quý nhà có thể tới xem căn nhà này, cũng như căn nhà này thì được thiết kế rất là đẹp và mỗi phòng ngủ thì mình đều có nhà vệ sinh riêng, thì rất là thuận tiện để quý nhà có thể mua để ở, mở văn phòng công ty cũng như cho thuê. Với con đường trước nhà rộng lên đến 14-15 mét thì xe hơi xe tải có thể di chuyển vào căn nhà của mình cũng như tránh nhau, rất là thoải mái. Và mỗi phòng ngủ căn nhà mình thì đều có một cái cửa sổ để mở ra phía bên ngoài lấy gió và ánh sáng, cũng như nhà vệ sinh riêng sử dụng rất là thuận tiện, có đi sẵn hệ thống điện lạnh và máy nước nóng năng lượng mặt trời, thì rất là thuận tiện để quý khách hàng mua để ở. Cũng như căn nhà này thì đã có sổ hoàn công đầy đủ, và khi quý khách hàng mua căn nhà này thì mình chỉ ra công chứng sang tên là về nhận nhà vào ở ngay. Một căn nhà được thiết kế theo phong cách mini phố, được xây mới và nằm sát quận Gò Vấp, chỉ với giá hơn 5 tỷ là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà được thiết kế một trệt, một lửng và 3 lầu. Thì công năng sử dụng của căn nhà mình sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng chặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng hướng tây, phù hợp cho cái nhà hàng thuộc mệnh tây tứ trạch. Thì trong khu này nhà đất Hoàng Tín đang có 3 căn nhà với hướng hướng tây và hướng đông. Thì mình sẽ có 2 căn là hướng tây và 1 căn là hướng đông đông nam, phù hợp cho cái nhà hàng thuộc mệnh đông cũng như tây tứ trạch. Và chỉ với giá từ 5 tỷ 400 triệu đến 5 tỷ 600 triệu, còn thương lượng là quý nhà có thể sở hữu cho mình một trong 3 căn nhà mới được xây dựng xong và được thiết kế rất là đẹp này. Đây là không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà, cũng như nhà vệ sinh của phòng ngủ số 4. Và tiếp tục là mình sẽ di chuyển lên khu vực sân thượng của căn nhà. Mình sẽ đến với lại không gian phòng thờ, phòng giặt cũng như sân thượng trước sau của căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế phía bên trên này thì anh chị có làm thêm cho mình một cái hệ thống
cũng như một cái phòng giặt và hệ thống cấp nước, thoát nước. Phía trước thì mình sẽ có thêm một cái phòng thờ ở bên trong, và bên ngoài mình sẽ có một cái sân thượng ở phía trước căn nhà. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp, và toàn bộ lan can bên trong căn nhà mình thì được làm bằng sắt uốn hoa văn và sắt đặc, cũng như được sơn mạ đồng. Thì trong khu này thì đã xây dựng được khoảng 80% rồi, và đã bán hết, sắp hết rồi. Chỉ còn sót lại vài ba căn nhà để khách hàng lựa chọn nữa thôi. Thì quý khách hàng đang xem video, chỉ với giá hơn 5 tỷ thì quý khách hàng hãy nhanh tay để sở hữu cho mình một trong ba căn nhà mới được xây dựng xong. Cũng như toàn bộ trong ba căn nhà này thì anh chị có hỗ trợ qua ngân hàng. Nếu như khách hàng có nhu cầu muốn vay thêm tiền để mua ngân hàng với mức tối đa lên đến 80% thì quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý khách hàng đi xem. Cũng như mình sẽ chiếu lại cái khu vực phía xa xa một chút xíu kia là thuộc địa bàn quận Gò Vấp, và chỉ cách một cái con sông, đây gọi là con sông Vàm Thuật. Và tương lai hai bên bờ sông này thì sẽ có hai con đường, cho nên từ vị trí căn nhà mình để di chuyển ra trục đường bờ kênh bến cát Tham Lương thì mai mốt là rất là thuận tiện. Rồi, video nhà đất Hoàng Tín đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.